Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, lãnh đạo Hội Đức Đỏ đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các lão thành cách mạng và gia đình chính sách. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, đã cống hiến tuổi thanh xuân và một phần sương máu của mình để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc đồng thời mong muốn mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn sống vui sống khỏe là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Dịp này lãnh đạo huyện cũng đến thăm tặng quà đồng biên phòng Phước Hải và đại đội C38 pháo binh. Tại nơi đến lãnh đạo huyện Đất đỏ đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và đề nghị các bộ chiến sĩ các đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng địa phương thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phạm Bá Đăng, ngụ khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, là quân nhân dự bị có hoàn cảnh khó khăn và nhà ở. Căn nhà tình nghĩa được xây dựng trên nền đất của gia đình ông Phạm Bá Đăng có diện tích 70m2, với tổng kinh phí xây dựng 260 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại của phần quân đội MB Bank hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình người thân đóng góp thêm. Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ và Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải đã trao tặng nhiều phần quà chúc mừng gia đình ông Phạm Bá Đăng. Những thông tin liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân tại huyện Côn Đảo sẽ tiếp tục chương trình hòa nhiệt phát triển. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyền Côn Đảo đã tổ chức hai đoàn công tác đến thăm tặng quà chúc mừng các đơn vị thực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn quyện. Tại các nơi đến, lãnh đạo quyền công đảo đã tặng quà thăm hỏi động viên, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Lãnh đạo quyền công đảo đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự quyền Côn Đảo vừa tổ chức lễ bế mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Giải diễn ra từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12, thu hút gần 200 vận động viên tranh tài ở các nội dung gồm bóng đá nam 5 người, bóng chuyền, cầu lông đôi nam và đôi nam nữ, cờ tướng, chạy chú trang 3 m Giải không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như rèn luyện thể lực sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới